Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Ngọc Yến Nhi, đang 12 tuổi, mình là học sinh của trường Trung học Cơ sở Hoàng Thị Hương. Hôm nay mình đến với cuộc thi giáo thử thách trực tuyến năm 2021 với chủ đề cuốn sách tôi yêu do Trung tâm Văn hóa huyện Nhà Bè tổ chức. Mình cảm thấy rất là vui và rất là may mắn khi được tham gia chương trình. Hôm nay mình đến và mong những điều mình chia sẻ ở đây sẽ giúp các bạn đến gần hơn với sách. Thì các bạn biết đấy, trong thời gian vừa qua, dịch bệnh đang càng diễn biến phức tạp hơn và ở nhà mình thấy rất là buồn chán, cũng không có việc gì để làm, nhưng mà rất là may mắn khi mình có người bạn sách ở bên cạnh giúp mình giải trí nếu mình buồn. Và cuốn sách mình rất là thích là cuốn sách Việt học không hề đáng sợ của tác giả Trương Cần. Thì cuốn sách này đây là do mẹ mình tặng dịp sinh nhật thứ 11 của mình, giá nó khoảng 50.000 đồng ở bì trước và bì sau. Thì đường trang trí rất là đẹp và dễ thương. Ở bì trước đây thì bạn có thể thấy là những đường viền, đường nét trang trí vô cùng tinh tế và dễ thương. Ở bì trước thì có thể thấy là những cái ngôi nhà cao tầng mọc san sát nhau, cạnh đó thì có công cô gái đang ngồi đọc sách, tất cả được vẽ trên nền một tím thật đẹp và vô cùng ấn tượng. Ở trên đây là cái tên, là dòng chữ màu đen của sách là Việc học không hề đáng sợ. Các bạn có biết không, việc đọc sách của chúng ta nuôi dưỡng tình cảm cũng như là mở mang trí tuệ và làm cho người trở nên ưu tú hơn. Đây cũng chính là phần lời mở đầu của cuốn sách. Đây cũng là phần lời mở đầu của cuốn sách. Thì ở bên trong sách chứa rất là nhiều những cái mẫu chuyện, tuy là nhỏ thôi, ngắn thôi, nhưng mà những cái năng lượng tích cực, lạc quan, yêu đời, chuyện đến mọi người. Tác giả rất là khéo léo, xem đó là những cái câu châm ngôn sống và gợi ý trưởng thành, vô cùng ý nghĩa dành tặng cho chúng ta. Đối với mình thì sách như là người bạn cũng như là nguồn động lực giúp cho mình vươn lên, thúc đẩy mình vươn lên dù khó khăn được đến mấy. Và đặc biệt là cuốn sách Việc học không hề đáng sợ này, nó cho mình được sự tự tin cũng như là cảm xúc và suy nghĩ của mình trở nên tích cực và thấu đáo hơn, không còn những suy nghĩ tiêu cực nữa mà rất là lạc quan và yêu đời. Mình nghĩ đây là một quà vô cùng quý giá dành tặng những ai gặp phải khó khăn và thử thách trong vấn đề học tập. Thì đối với mình thì đọc cuốn sách này mình không còn cảm thấy chán ngán cái việc học nữa, mà thay vào đó chỉ có khó khăn hay là thử thách thế nào cũng là trở ngại đối với mình. Cuốn sách này khiến cho mình trở nên ham học hỏi hơn cũng như là hứng thú với đọc sách hơn. Và quyển sách này thì nó đưa nhiều rất là nhiều những cái tấm gương sáng như là Bùi Tùng Linh, Phương Tuyển, Edison, Newton, Hứa Hải Phong, rất là nhiều những cái tấm gương sáng khác. Quyển sách này với cốt truyện rất là đơn giản, dễ hiểu, cách dùng từ ngữ vô cùng gần gũi phù hợp với tuổi học sinh chúng ta thôi, vậy nên từ đó cho mình cách nhìn cũng như tư duy đa dạng hơn vào học tập. Ngoài ra nó cũng cho mình hình thành những thói quen tốt, những cái tính cách tốt như là ham học sách này, ham hỏi này, tiếp tục học tập này, không còn lười biếng nữa. Mình biết được rằng là việc của mình thì mình tự làm, mình không nhờ ai hoàn thành hết. Bồi dưỡng mình những cái đạo đức tốt như là dũng cảm chiến thắng được khó khăn và thử thách trong cuộc sống, cũng như là khiến mình trở nên mạnh mẽ hơn, cho mình được sự tự tin, cũng như là cho mình được dám thể hiện mình trước mọi người, trước công chúng, cũng như mình được sự trung thực và lòng biết ơn. Tất cả là những mặt tốt của học tập cũng như là của đọc sách. Và đối với mình thì tất cả là những cái năng lượng tích cực dành cho cuộc sống qua những cái mẫu chuyện ngắn, tuy là ngắn nhưng nó mang cho mình những cái năng lượng tích cực hơn. Mình thấy được phiên bản hoàn hảo, phiên bản tốt nhất của mình. Thì khi mình đọc cuốn sách Việc học không hề đáng sợ này, nó không, mình đọc cũng rất là không có bao giờ ngán ngẩm hết, mà thay vào đó là hứng thú với việc đọc sách. Cũng như vậy thì mình rất là thích thú với những cái hình ảnh minh họa dễ thương và rất là thú vị ở trong cuốn sách mà đưa ra, rất là dễ thương. Để ở đây thì cũng có là một cái cô gái ngồi đọc sách này, ở phía trên thì những mỗi câu chuyện thì nó sẽ có những cái hình ảnh minh họa khác nhau. Đây, những cái hình ảnh minh họa khác nhau, là những cái minh họa nhỏ nhỏ thôi, tuy là nó nhỏ nhưng nó giúp cho mình cảm thấy là thoải mái khi đọc sách hơn, hứng thú hơn, không thấy chán ngán cái việc học nữa. Đây, rất là nhiều những cái ảnh minh họa thú vị và dễ thương. Hơn nữa các bạn sẽ có thể bị thu hút bởi nội dung và tình tiết vô cùng hấp dẫn của cuốn sách. Mình thấy thì nó giúp cho mình rất là nhiều trong việc học tập, như là cảm thấy được nhiều thành công mới, như được từ ngữ hay và ý nghĩa. Thú với đọc sách học tập.
nhưng hãy thực hiện đúng thông điệp 5K để có phòng chống dịch. Quý thầy cô, các anh chị và các bạn học sinh sẽ có một sức khỏe tốt trong mùa dịch cũng như là sẽ